Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin gửi đến các bạn video về chiếc LTE 2 hàng dựng. Thì ở trên tay mình đây, trên tay trái là chiếc LTE 2 hàng dựng và bên tay phải mình là chiếc LTE 2 hàng chuẩn. Thì hôm nay mình xin gửi cái video này để phân biệt cho các bạn biết là cái hàng dựng thì nó sẽ khác hàng chuẩn như thế nào. Về các cái hình thức ở bên ngoài như thế này thì gần như là không có gì khác nhau nhiều lắm, từ các cạnh bên, hai mặt thì không có sự khác nhau nhiều. Có chăng thì nhìn ở trên cái đỉnh máy thì chúng ta sẽ thấy là cái anten của LTE 2 hàng dựng thì được gia công không được đẹp so với cái LTE 2 hàng chuẩn. Các cái vân của nó nhìn nó bị mờ và yếu hơn rất là nhiều so với hàng chuẩn. Chung thì bên ngoài không có điểm khác nhau nhiều cho lắm. Nhưng mà nếu bạn mở nắp của chiếc LTE ra thì bạn sẽ thấy rõ là LTE 2 hàng dựng thì cái nắp NFC của nó được dán rất là cầu thả và nó bị lệch, không được chuẩn như là cái hàng xịn. Tiếp theo là nhìn đến cái cục pin thì bạn có thể thấy là cái cục pin hàng dựng thì cái màu sắc của logo hay là các cái dòng chữ thì nó hơi bị đục và hơi bị ngà ngà đi, chứ không được trắng như là hàng xịn. Chiếc máy cạnh nhau thì các bạn có thể nhìn rõ thấy sự khác biệt giữa hàng dựng với cả hàng xịn. Thì như các cái dòng chữ được in ở trên máy, hàng dựng được in to hơn và nhợt nhạt, chứ không là nhỏ gọn như là hàng thật. Ngay cả cái tem email của hàng dựng thì cũng được in rất là chồng chéo với nhau, và cách dán tem email thì không khít với cả cái thân máy ở bên dưới. Đó là những cái điểm mà bạn có thể phân biệt được giữa một cái máy hàng dựng với một cái máy hàng chuẩn trên cái sản phẩm LG Optimus LTE 2 này. Thêm thông tin chi tiết về giá cả của sản phẩm LTE 2 này, các bạn có thể truy cập vào trong web clickbuy.com.vn hoặc có thể trực tiếp đến hai cửa hàng của Clickbuy là 111 Trần Đăng Ninh và 29 xã Đàn để kiểm tra cũng như test máy. Xin cảm ơn các bạn.